hơn 18 triệu, tại sao nhất định phải là Dell Inspiron 7430? Clip này dành cho bạn nào còn đang phân vân với tài chính tầm dưới 20 thì nên chọn máy nào nhé. Các bạn đang xem chiếc Dell Inspiron 7430 Plus tại X-Razer và đây là 4 lý do tại sao bạn nên chọn em nó. Đầu tiên, 7430 Plus có cấu hình cần mọi tác vụ. Chúng ta có CPU Core i7 13620H, con chip H mạnh mẽ với xung nhịp lên tới 4,9 GHz, RAM 16GB DDR5 cho tốc độ truy xuất dữ liệu cực nhanh. Theo mình ấy, thì cái bộ RAM này nó hoàn toàn có thể đáp ứng các cái tác vụ nặng. Mình có bật thử 10 đến 15 tab cùng lúc và chuyển đổi liên tục giữa các tab ấy thì thấy là máy hoạt động vẫn rất là mượt, không bị đơ hay là lag giữa chừng nhá. Thứ hai là lưu trữ thoải mái. Ổ cứng SSD lên tới 1TB giúp chúng ta có thể thoải mái lưu trữ hình ảnh này, video hay là tải xuống nhiều tựa game hot mà không lo bị hết bộ nhớ. Thứ ba, không chỉ học tập và làm việc, Dell Inspiron 7430 Plus ấy còn có bộ nhớ đệm lên tới là 24MB. Kết hợp với các đồ họa Iris SE Graphics giúp mày có thể cân được các tác vụ đồ họa thiết kế như là 2D cơ bản, render video hay là chiến các tựa game hot hiện nay như là LOL này, CS:GO, đột kích hay là đấu trường chân lý. Thứ tư, sở hữu một em màn cực ngon nhá. Một trong những điểm nổi bật mà mình đánh giá cao ở dòng Dell Inspiron này ấy là màn 14 inch và tỷ lệ 16:10. Máy có độ phân giải cao lên tới 2,5K cho chất lượng hình ảnh mãn nhãn luôn. Cuối cùng là vì nó là Dell, một cái tên mà nhắc đến thôi là bố mẹ cũng yên tâm duyệt chi phải không nào? Vậy là chúng ta đã có câu trả lời cho câu hỏi